thì cái nực nó từ vai. Chốn tổ Quỳnh Lâm là chốn tổ lâu đời của dòng truyền phái Trung Lâm. Tôi muốn rằng là các cháu đến đây học võ, mà học võ ra các cháu còn hiểu được, biết được lịch sử và hiểu được văn hóa về ngôi chùa Quỳnh Lâm. Với cái tâm nguyện của tôi là tôi mở ra là không thu phí bất cứ một trong một hình thức nào. Phát tâm của tôi là dạy cho các cháu những cái kiến thức võ học của dân tộc Việt Nam để làm một cái sân chơi thật bổ ích và lành mạnh, cũng là cái bảo tồn của cái nét đẹp văn hóa lịch sử của dân tộc chúng ta. Ngoài võ ra thì chúng tôi sẽ lấy những cái triết lý cuộc sống, lấy triết lý của trong Phật giáo, của đạo Phật để hướng cho các cháu đến bỏ những cái thói hư tật xấu để thành tựu những cái hạnh này, để giúp ích cho bản thân, cho gia đình và cho toàn thể xã hội. Bản thân tôi thì là cũng là một thành viên, cũng là có ban chuyên môn của Hội Võ Thuật Cổ truyền tỉnh Quảng Ninh, và xong khóa hết khóa học thì các em cũng sẽ tổ chức thi cử nâng đai để cho các em thấy được là cái kết quả cuối cùng của mình học trong cái thời gian hè thành tựu được bao nhiêu. Đến kỳ các cháu đi học thì các cháu là vẫn tiếp tục đi học học văn hóa, nhưng có các cháu mà có điều kiện thì lớp võ vẫn cứ duy trì hoạt động suốt để phục vụ các cháu với những người đam mê. Sau khi theo cả võ đường Đông Sơn thì em thay đổi rất nhiều, từ ý chí, sức khỏe và tránh xa được các tệ nạn xã hội. Theo em thì việc tham gia lớp học võ mùa hè là rất cần thiết với mọi người. Mọi người tránh xa được điện thoại và đến tập thì cũng nâng cao sức khỏe và mọi người hòa đồng hơn. 8 9 10 11